xin chào hết tất cả các anh chị và các bạn. Tiếp tục quay trở lại với kênh YouTube chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ của mình nha. Thì cũng giống như những video trước giờ thôi, mình cũng thường hay nói về nhà cửa, cuộc sống ở đây. Thì hôm nay cũng vẫn vậy. Giờ này đứng ngoài mà lạnh nha, thở ra khói không à. Thì hôm nay cũng như cũng đi chạy cho vòng vòng, chia sẻ thêm những cái khu nhà gọi là dễ sống, có đông người Việt Nam mình hiện tại bây giờ chọn để sinh sống ở đây. Nhưng mà trước khi đi thì mình cũng gọi là có những cái video ngắn ngắn mình chia sẻ thêm về cuộc sống thường nhật hàng ngày. Thì bây giờ trước tiên nè, sáng hôm nay mình sẽ chạy đi thay cái gọi là cái cần quạt gió, cái cần quạt nước chứ, của chiếc xe này màu trắng này, chiếc RAV4 2016 nha. Mấy cái cần quạt nước này lâu ngày quá đó, nó bị mòn này, mình mưa đó quạt nó nước nó không có được sạch. Chạy ra bên chỗ cái tiệm bán đồ phụ tùng kế bên nhà nè mua, cũng như mình cũng muốn chia sẻ luôn nha, để xem để biết luôn. Mấy cái lặt vặt không cần thiết á, mình không cần mấy loại tiệm đâu, tự mình làm luôn cũng được. Mình tới cái chỗ này là chuyên bán về những cái phụ tùng về xe nha, các thứ ở đây luôn. Tiệm này cũng nhỏ thôi, AutoZone. Nó thì mình muốn cần cái bộ phận nào đó, mình vô mình nói với nhân viên ở đây, người ta sẽ bán cho mình. Mình đem về mình thay cũng được. Hoặc là nếu như những người phụ nữ đó mà mình không biết thay đó, thì nhân viên ở đây người ta cũng sẽ giúp luôn là cho mình luôn nha. Mấy cái tiệm này mình thấy được con cái này á, những cái tiệm khác á, người ta không có thay giùm mình, nhưng mà ở đây nhân viên đã thay luôn, thay bình, thay kiếm, thay đèn, nói chung là mấy cái lặt vặt á, người ta làm hết luôn cho mình luôn. Tự mình đi tìm kiếm cũng được, nhưng mà mình muốn cho nhanh đỡ mất thời gian thì mình sẽ nói với nhân viên những cái gì mà mình cần, người ta biết, người ta đi lấy lại cho mình thì nó mau lẹ hơn ha. Tiệm cũng không phải là quá lớn nhưng mà đầy đủ hết các thứ về xe, cũng rất là đơn giản thôi. Tháo cái cũ ra mình gắn là cái mới vô thôi. Thì đây là một cái chợ gọi là chợ châu Á nha. Nói chung là chợ này người Việt Nam mình ở xung quanh đây biết cũng nhiều lắm và đi cũng nhiều lắm. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong quay vài cảnh ở đây để chia sẻ luôn nha. Anh em mình có ai chưa biết thì có thể là mình đến đây đi chợ này. Ngay khu châu Á luôn. Tên chợ Chết Gồ, cũng đang chuẩn bị Tết kìa nè. Thì đây không phải là chợ Việt Nam, nhưng mà ở đây chợ này cũng vẫn có bán như là rau muống nè. Đó, rau muống ở đây thì bán 4 đồng cho một bó như vậy. Cũng như ở các cái quầy xung quanh đây cũng có rất là nhiều rau cải mà người Việt Nam mình thường hay mua. Đó, cũng là đây là khu vực bán đồ hải sản, cá, tôm. Cũng tương đối là mình thấy nhiều á, và cũng sạch sẽ. Đó, các loại sò cũng đều có hết, tươi luôn nha. Tôm cua nó trong hồ luôn, tươi lối luôn nha. Và cũng như mình ở đây mình kiếm nước mắm của Việt Nam mình cũng vẫn có trong chợ này luôn nha. Đó là điều lý do thì có nhiều người Việt Nam mình thì cũng hay đi chợ này. Đầy đủ hết. Nó kể cả các loại mắm cũng như là ớt ngâm vân vân. Cũng đều có hết ở khu vực này, ở trong chợ này. Ngoài ra thì cũng có các loại rau như là đu đủ nè, bầu, bí. Nói chung là chợ Việt Nam mình có cái gì thì ở trong chợ này nó có cái đó. Trái cây. Mình chỉ quay sơ qua thôi nha. Phần lớn đi chợ này cũng vẫn là người châu Á thôi. Chợ thì cũng nhìn rộng rãi, lớn, sạch đẹp. Rồi xong bên này mình sẽ đi qua kế bên mình đi ăn nha. Có khu đồ ăn ở đây luôn. Thì trong cái khu chợ này có một số quầy bán đồ ăn cũng được lắm. Nước uống giải khát.
nó chợ nãy mình mua đồ phía bên đây nè, nó thấy không? Đó. Qua đây đi chợ xong rồi ghé ăn uống luôn cũng tiện lắm. Đó. Nhìn chút thấy cũng đẹp phải không? Đầy đủ cho anh các thứ luôn nè. Bây giờ ở đây đó có thể nói là các chợ châu Á, chợ người Hoa, chợ người Việt Nam, chợ Hàn Quốc, ở trong chợ đó người ta cũng có bán đồ ăn sẵn hết trơn luôn rồi nè. Đi chợ xong rồi mình ghé mình ăn uống thôi cũng rất là thuận tiện nha. Bây giờ ở đây có rất là nhiều chợ luôn nha, thấy đã không? Chợ kế bên đó, vừa đi chợ vừa ăn uống. Giờ đang chờ ăn một tô mì ở đây nha, mì vịt quay. Đây là cái mì với vịt quay. Này của bà xã mình là cơm heo quay. Một phần như vậy là 12 đồng 99 nha. Coi như 13 đồng đi. Đó, ăn là cũng được. Đổi món. Đi ăn ở trong chợ là vậy đó nha. Rồi. Anh em mình có dịp đi chợ thử nha. Trong cái khu chợ này nè, đây có một cái cửa hàng này, mình gọi là cửa hàng bách hóa của người Nhật nha. Đó, trong đây bán cũng các loại mỹ phẩm, không bán đồ ăn đồ uống nha, giống như đồ mỹ phẩm thôi của Nhật. Còn vòng vòng ở đây là mấy cái cửa hàng ăn uống nè. Trong khu chợ này thì mà thấy ok, cũng đầy đủ, sạch sẽ và cũng vui luôn nữa ha. Có dịp mình nào tới đây thử nha. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Thì cách với cái khu chợ hồi nãy mình đi chợ ăn uống đó chỉ khoảng cỡ chừng 10 phút thôi. Ở đây nhà rất đẹp luôn nha. Khu này cũng đang xây dựng nè, nhưng mà cái giá ở đây thì nó hơi cao một chút xíu. Ở đây bây giờ nhà mới như vậy khoảng 500.000, trên 500.000 đô nha. Khu này có hồ bơi luôn nè, cũng rất đẹp nè. Ở đây thì có hai loại nhà, nhà townhouse với nhà single house. Nhà cũ xung quanh đây thì cũng nhiều lắm, nhưng mà ở cái khu vực này là cái zip code 30097, khu vực Duluth nha. À, thấy không? Đi vòng coi chơi nha. Khu này có thể nói là khu châu Á mình á, đông lắm mà dễ sống. Thì có thể là nhà nó mắc hơn chút xíu hoặc là rẻ hơn chút xíu cũng có, nhưng mà ở đây có thể nói á, cao không quá cao mà thấp thì cũng không quá thấp. Được xem như là cũng dễ sống lắm nha. Đã không? Chút xíu đi, chút xíu mình sẽ chạy lặn vòng nha. Đó. Khu hồ bơi với sân đánh tennis rồi luôn nè. Đi qua chợ đi ăn đi uống đồ đồ Việt Nam đồ châu Á mình gần lắm, kế bên nè, tiện đường. Mình cũng mới biết khu này thôi, nên giờ nói chung người châu Á mình hay về mấy cái khu này. Này khu mới không mà, để chút xíu mà mình sẽ ghé vô cái khu gọi là nó cũ cũ hơn chút xíu nữa. Giờ lên xe chạy đi, tại khu này lớn lắm. Thấy khu đã không? Này gọi là cái phía sau lưng nhà nè. Khu này cũng chưa có làm hàng rào gì hết nha. Cũng mới, mình thấy cũng mới dọn vô ở đây thôi á. Nhà còn mới chát luôn. 4 phòng ngủ. Cái khu này thì mình thấy được có một cái luôn ha, giữa single house và townhouse. Coi như là cái sự lựa chọn đó, mình muốn thích cái nào cũng được. Ở đây mình thấy có hơi là lạ chút xíu nha, ở cái sân người ta làm cái hàng rào bằng gạch ở phía trước nữa nè. Mấy khu khác thì mình không thấy nha. Khu này có cái này, điểm này mình thấy nó hơi mới lạ. Tuy rằng ở đây cái đất thì là không có nhiều quá nha, tại vì ở đây cũng được xem là khu đông dân cư ở đây bây giờ đó, nên cái đất thấy cũng ít. Nhưng mà gì thấy ở là cũng vừa rồi.
Ở đây mình thấy người ta chừa đất để làm cái công viên á, thì cũng được. Ở đây có như khu này có tới hai cái công viên nhỏ nhỏ nè, để mình dừng xuống đây mình quay một hai cảnh của công viên này xem chơi ha. À, nếu mình không nói là không ai tin nha. Mùa đông mà vẫn có người đánh tennis ở ngoài sân nè, thấy đã không? À, mấy tiểu bang miền Bắc mùa này người ta trốn ở trong nhà không ha, mà ở đây còn chơi đánh tennis được. Tới nay giờ này hiện tại bây giờ là đang ấm nha, khoảng 58 độ F, rất ấm. À, thấy không? Có mấy anh chàng này đánh tennis nè. Đó, khu này mới đã lắm á. Người ta làm cái hồ nè, giống như sau này làm một cái công viên nhỏ nhỏ ở đây. À, bên kia cũng có mấy người đi, cũng đang đi xem nhà, mua nhà kìa. Nhiều lắm. Nó mình quay sơ qua một vòng nha. Đất trống còn nhiều lắm nha. Nó đang xây nhà dài dài bên đó nữa kìa. À. $500,000 và trên $500,000 đô. Mắc thì nói chung so với những khu khác, khu này được xem là mắc á, tại vì thuận tiện. Chợ Mỹ, chợ châu Á này kia rất là gần, kế bên, bên luôn. Nói chung là tiện đường mọi thứ, khu vực ở đây trường học thì cũng ok, cũng được. Cho nên giá nhà là không rẻ đâu nha. Nếu muốn kiếm nhà vãn cỡ chừng lối 400,000 trên 400,000 á, mình chạy vòng vòng đây là mấy cái khu nhà cũ hơn chút xíu thôi. Chứ còn đây nhà mới giờ cỡ này không à. A heart's beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls down from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Thấy thời tiết đây thấy đã không? Mùa này còn đi bộ rồi chơi thể dục thể thao đồ ngoài đường nữa ha. Thì cho nên có thể nói trong những năm vừa qua đó thì mình cũng đã từng chia sẻ ở những video trước đây nha. Người lớn lớn tuổi đó thì hay thích về tiểu bang này là vậy đó. Cái đầu tiên hết là cái khí hậu. Mùa này thì nói chung ra cũng có những ngày thì cũng rất là lạnh phải ở trong nhà. Nhưng cũng có những ngày như ngày hôm nay cũng vẫn ra đường chơi bình thường. Cho nên về đây thì cũng là được gọi là sự lựa chọn của rất là nhiều người, mỗi một ngày mỗi một nhiều. Chợ búa thì cũng đầy đủ hết trơn. Rồi thì bây giờ mình sẽ chạy gọi là đối diện cái khu nhà mới á, ra bên đây đường. Thì ở đây gọi là nhà cũ mà nhà nhỏ nhỏ nè. Khu này mình thấy nó cũng tiện lợi lắm nha. Nhà ở đây thì có như là 3 phòng ngủ và 2 phòng ngủ thôi. À, khu này dành cho nhà ít người. Cũng thuận tiện lắm á. À, có những căn gọi là cái căn mà nhỏ nhất theo như mình biết ở trong đây thì nó có là 2 phòng ngủ và 1 phòng tắm. À, nhà để xe thì để được chiếc ở bên trong nha, còn chiếc mình phải đậu ở ngoài nha. Tại vì cái diện tích nó rất là nhỏ. Dạ, cũng như mình biết được luôn á, thì ở đây thì mình thấy là có người lớn tuổi ở là nhiều. Đặc biệt là những cô chú bác giống như con cái đi làm ăn xa rồi sống riêng hết á, chỉ còn có 2 người thôi đó. Vô đây có ăn căn ở đây. Cái đất nó có chút xíu à. Cắt cỏ thì mình cũng không cần phải cắt nhiều nữa. Thuận tiện nhà cửa nhỏ gọn thì cũng hạn chế được tiền điện, tiền máy lạnh, tiền máy sưởi các thứ. Thì những cái căn mà diện tích nhỏ nhất á, mình để nhà xe mình để một chiếc ha. Nhưng mà cũng có những căn gọi là 3 phòng ngủ á, thì mình để được 2 chiếc.
và cũng như một chiếc đậu ở bên ngoài. Như vậy đó thì đối với nhà coi như là ba người ở thì coi như vậy là vừa rồi. Nó thấy mình nhìn thấy không? Nha, có những căn nó có một chút xíu luôn ha, mà có những căn thì nó bự hơn, nó lẫn lộn với nhau. Sẵn cũng như mình giới thiệu luôn, tại vì ở đây chưa chắc gì mà có ai bán đâu nha, cũng thấy gì chứ hiếm có người bán lắm á. Tại vì nhà mà gọi là ưng ý vừa ở rồi thuận tiện đường xá nữa, ít ai bán. Ngoài trừ người ta dọn đi thôi. Nhưng mà nhìn xe đậu ở bên ngoài cũng là xe mắc tiền không á. Thấy vậy chứ mình tưởng đâu là ở nhà nhỏ là nghèo là không có đâu nha. Ở nhà nhỏ nhỏ mà dân là có tiền không á. Thấy không, nhìn đẹp không? Đường xá sạch sẽ vậy nha. Cây cần cây mùa này thì nó rụng lá, nó hơi sơ sát thôi, nhưng mà nó sạch trơn nha. Yên tĩnh nữa. Đi chợ gần. Cho nên ngày xưa trước đây mình có từng chia sẻ khu này thì cũng có nhiều anh chị, nhiều bạn hỏi mình lắm nha. Bữa nay mình mới vòng lại nè. Nhưng mà chạy vòng vòng thì ít có thấy ai để bảng bán lắm. Không biết cái người ta có để trên online hay không, mình không biết thôi. Đó, thấy chưa, đáng định cư cho tuổi già ở đây nha. Hôm nay thì mình chỉ chia gọi là chút ít hình ảnh về cuộc sống ở tại đây ha. Mình cũng xin dừng lại ở đây. Xin cảm ơn hết tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Đừng quên bấm like ủng hộ cho kênh của mình, cũng như chưa bấm đăng ký hãy bấm đăng ký kênh để xem thêm những video kế tiếp nữa. Xin chào và hẹn gặp lại nha.